Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Hiện tại, nhiều người nghĩ rằng khoa học hiện đại sẽ tiếp tục tiến bộ vô thời hạn và cuối cùng sẽ khám phá ra lý thuyết hoàn chỉnh và nhất quán về vũ trụ. Tuy khoa học hiện đại đã đạt được những tiến bộ to lớn, nhưng nó cũng có những hạn chế nhất định. Một trong số những khám phá vĩ đại nhất của khoa học hiện đại là khám phá ra những hạn chế của chính nó. Những hạn chế cơ bản của khoa học hiện đại đã được phát hiện trong các lĩnh vực có liên quan đến khoa học, ở mọi nơi, mọi thời điểm và bởi những người khác nhau. Chính những hạn chế này đã kìm hãm sự phát triển của khoa học hiện đại. Các hạn chế chủ yếu trong 3 lĩnh vực chính của khoa học hiện đại đều có chung một vấn đề của nghịch lý. Trong vật lý hiện đại, nguyên lý bất định vẫn tồn tại, ngay cả trong các lý thuyết vượt ra khỏi phạm vi của cơ học lượng tử. Logic luận, công cụ nổi tiếng nhất về mô hình lý luận và hiểu biết của con người, nhanh chóng rơi vào nghịch lý. Ngay cả bộ môn vẫn đóng một vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy các ngành khoa học hiện đại như vật lý, triết học, thì thuyết nhị nguyên và nghịch lý cũng không thoát khỏi các suy luận lý trí về bản chất vũ trụ. Tất nhiên, khoa học hiện đại sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ trong vật lý và các ngành khoa học ít khó khăn hơn như sinh học. Tuy nhiên, một số vấn đề cơ bản nhất định không thể được giải quyết bằng nhiều thời gian và nhiều nghiên cứu hơn. Những hạn chế này có thể hé mở vì ngay từ đầu khoa học hiện đại đã gói vũ trụ vào một cái hộp, điều này có thể là một thiếu sót nghiêm trọng. Khởi đầu của sự kết thúc của cơ học cổ điển. Khi một mảnh vật chất được nung nóng, nó bắt đầu phát sáng, nóng đỏ và ở nhiệt độ cao hơn trở thành màu trắng. Trong một thời gian dài, các định luật bức xạ và nhiệt đã biết không thể giải thích cho hiện tượng phổ biến này. Nhà vật lý người Đức, tiến sĩ Max Planck, người được coi là cha đẻ của thuyết lượng tử, đã dành rất nhiều tâm huyết để đưa ra một diễn giải vật lý về hiện tượng này ở cấp độ nguyên tử. Cuối cùng, sau hàng loạt các cố gắng, trong năm 1900, Planck miễn cưỡng kết luận rằng một nguyên tử bức xạ chỉ có thể phát ra lượng tử năng lượng rời rạc. Ông miễn cưỡng đưa ra kết luận này vì nó đi ngược lại các định luật của vật lý cổ điển mà đã không áp đặt một hằng số cố định đối với các mức năng lượng. Sau đó, kết luận của Planck về lượng tử năng lượng đã trở thành một nền tảng quan trọng trong lý thuyết lượng tử và nó chỉ là khởi đầu của những xung đột giữa lý thuyết lượng tử và lý thuyết cổ điển của Newton. Cơ học cổ điển có liên quan chặt chẽ với kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta về thế giới. Tuy nhiên, các nguyên tử và các hạt hạ nguyên tử dường như có những đặc điểm bí ẩn, rất khác với kinh nghiệm thông thường của chúng ta về thế giới. Sự trỗi dậy của cơ học lượng tử. Từ những bất thường liên tục xuất hiện, những dữ liệu tích lũy được từ thực nghiệm và những mâu thuẫn của cơ học cổ điển, các nhà vật lý đã buộc phải rời bỏ vật lý cổ điển của Newton và dấn bước vào con đường dài và quanh co về cơ học lượng tử. Một nhà vật lý người Đức khác, tiến sĩ Werner Heisenberg, người đã phát hiện ra nguyên lý bất định, đã nói trong cuốn sách Vật lý và Triết học của ông: "Cuộc cách mạng trong khoa học hiện đại, đề tài mà tôi đã thảo luận với Bohr, trải qua nhiều giờ đến tận đêm khuya và kết thúc trong tuyệt vọng, và khi kết thúc cuộc thảo luận, tôi đi một mình trong công viên gần đó, lặp đi lặp lại câu hỏi: thiên nhiên liệu có thể tồn tại vô lý như trong các thí nghiệm ở cấp độ nguyên tử này của chúng ta không?" Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn về khái niệm, cơ học lượng tử đã trở thành một trong những ngành khoa học thành công nhất trong khoa học hiện đại. Về nguyên tắc, cơ học lượng tử có thể mô tả vô số các hiện tượng vật lý và tính chất hóa học của vật chất với độ chính xác đáng kinh ngạc. Và các ứng dụng của nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội công nghệ hiện đại của chúng ta. Tiến sĩ Michio Kaku, giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học thành phố New York, trong cuốn sách của ông, Khoa học hậu Einstein, truy tìm lý thuyết về vũ trụ, đã viết: "Những kết quả của cơ học lượng tử tồn tại khắp nơi xung quanh chúng ta. Nếu không có cơ học lượng tử, rất nhiều vật thể quen thuộc hàng ngày như TV, laser, máy tính và radio đã không được phát minh ra. Ví dụ, phương trình sóng Schrödinger đã giải thích nhiều hiện tượng đã biết trước đây mà chưa được giải thích trong thực tế, chẳng hạn như độ dẫn điện. Kết quả này cuối cùng đã dẫn đến việc phát minh ra bóng bán dẫn. Công nghệ điện tử và máy tính hiện đại sẽ không thể được chế tạo nếu không có bóng bán dẫn và nó là kết quả của một hiện tượng cơ học lượng tử." Thành công to lớn của cơ học lượng tử đến từ hình thức luận mô tả chính xác vô số hiện tượng của những thứ cực nhỏ. Nhưng cũng chính trong thế giới vi mô, cơ học lượng tử cũng có những hạn chế cơ bản. Mâu thuẫn dai dẳng trong logic.
Một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất muốn xác định bản chất của sự suy luận toán học để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm chứng minh trong môn này. Để đạt mục tiêu đó, họ đã cố gắng hệ thống hóa quá trình tư duy suy luận của con người và áp dụng vào toán học. Họ phỏng đoán rằng logic và toán học có mối quan hệ với nhau và toán học có thể là một nhánh của logic hoặc ngược lại. Từ đó, họ cho rằng chúng ta có thể áp dụng phương pháp suy diễn logic của hình học cho toán học. Khi đó, tất cả các kết quả đúng của một hệ thống có thể bắt nguồn từ một tập nhỏ các tiên đề cơ sở. Tuy nhiên, những nghịch lý cố hữu luôn tồn tại trong logic, chúng cũng đã được phát hiện trong lý thuyết tập hợp, chẳng hạn như nghịch lý Russell. Những nghịch lý đó đều có hai điểm chung là tự tham chiếu và mâu thuẫn. Một nghịch lý đơn giản và phổ biến là nghịch lý kẻ nói dối. Nghịch lý Epimenides là dạng đầu tiên được biết đến của nghịch lý người nói dối. Phiên bản phổ biến phát biểu như sau. Epimenides, một người dân của đảo Crete, đã nói: tất cả dân đảo Crete đều là kẻ nói dối. Thomas Fowler mô tả nghịch lý như sau. Epimenides, người đảo Crete nói rằng tất cả các dân đảo Crete là những kẻ nói dối, nhưng Epimenides cũng là một dân đảo này, vì vậy ông cũng là một kẻ nói dối. Nhưng nếu ông ta là một kẻ nói dối, thì những gì ông nói đều không đúng sự thật, và do đó các dân đảo Crete là những người thật thà. Nhưng Epimenides là một người dân của đảo này, và do đó những gì ông nói đều đúng sự thật. Vì vậy chúng ta cứ chứng minh vòng vòng giữa Epimenides và các dân đảo Crete là nói thật và nói dối. Tóm lại, tuyên bố đó có thể không đúng cũng không sai, đơn giản là nó không thể khẳng định được. Từ việc phát hiện ra những nghịch lý trong lý thuyết tập hợp, các nhà toán học nghi ngờ rằng có thể có những khiếm khuyết nghiêm trọng trong các nhánh khác của toán học. Trong cuốn sách của mình, Gordell, Eser, Bach, Sự gắn kết nội tại quý như vàng, tiến sĩ Douglas Hofstadter, giáo sư khoa học nhận thức tại Đại học Indiana ở Bloomington đã viết: những loại vấn đề này sinh trên nền tảng toán học như thế này đã tạo ra sự quan tâm lớn trong việc mã hóa các phương pháp suy luận của con người trong những năm đầu của thế kỷ 20. Các nhà toán học và triết học đã bắt đầu có những nghi ngờ nghiêm trọng về việc có phải những lý thuyết cụ thể nhất, chẳng hạn như nghiên cứu về số nguyên, tức lý thuyết số, đã được xây dựng trên nền tảng vững chắc không. Nếu nghịch lý có thể được phát hiện dễ dàng như vậy trong lý thuyết tập hợp, thì liệu các nghịch lý đó cũng sẽ không tồn tại trong các nhánh khác của toán học? Các nhà logic học và toán học đã cố gắng giải quyết những vấn đề này. Một trong những nỗ lực nổi tiếng nhất được Alfred North Whitehead và Bertrand Russell thực hiện trong tác phẩm đồ sộ của họ, Nguyên lý toán học. Họ nhận ra rằng, tất cả các nghịch lý đều có liên quan đến tự tham chiếu và mâu thuẫn. Họ sắp xếp chúng thành một hệ thống phân cấp để không cho phép diễn ra cả hai nghịch lý. Về cơ bản, nguyên lý toán học có hai mục tiêu. Một là cung cấp phương pháp suy diễn toán học hoàn chỉnh từ một tập hợp tiên đề hữu hạn, hai là để chắc chắn không có nghịch lý. Vào thời điểm đó, không rõ liệu Russell và Whitehead có thực sự đạt được mục tiêu của họ hay không. Có rất nhiều sự tranh luận xung quanh chủ đề này. Nền tảng của logic và toán học dường như không vững chắc. Các nhà toán học hàng đầu trên thế giới đã dành khá nhiều nỗ lực để thẩm tra công việc của Russell và Whitehead. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.